nhan sắc kỳ lạ của chín cô gái giống búp bê Barbie. Các bạn thân mến, với nhan sắc xinh đẹp tựa như búp bê, những người phụ nữ này được mệnh danh là búp bê sống, là những người có khuôn mặt quyến rũ nhất trên thế giới. Bên cạnh vẻ bề ngoài nổi bật, phong thái đỉnh cao cùng với tài năng vượt trội đã giúp họ chiếm được cảm tình của những người hâm mộ. Vậy những búp bê sống này là ai? Hãy cùng Discovery Channel khám phá trong video ngày hôm nay bạn nhé! một Angelica Kenova. Sở hữu đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao thẳng và làn da trắng bóc, khiến cho mọi người liên tưởng Angelica Kenova giống như một búp bê xinh đẹp trong tủ kính. Mỗi khi ngắm nhìn bức ảnh của cô, cư dân mạng lại điên đảo vì ngoại hình giống hệt như là búp bê Barbie của mình. Angelica đến từ đất nước Nga xinh đẹp, với vẻ sexy khó cưỡng của cô nàng Angelica Kenova khiến cho ai nấy cũng đều kinh ngạc. Với số đo 3 vòng siêu chuẩn lần lượt là 87cm, 51 và 87cm. Angelica Kenova được rất nhiều tạp chí thời trang săn đón để làm người mẫu. Nhưng mà thật khó tin, Angelica năm nay đã 27 tuổi. 2. Dakota Rose Cô gái 21 tuổi Dakota Rose đến từ Florida, Mỹ cũng là một trong những người khát khao được làm búp bê sống. Dakota Rose, tên thật là Dakota Ostrigan, cô sinh năm 1995, hiện đang sống tại Tokyo, Nhật Bản. Cô nổi tiếng nhờ thân hình chuẩn, gương mặt sáng, cùng với những bức ảnh được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi. Chính vì lý do đó, cô đã được mời gia nhập vào Bravo Models, công ty người mẫu quốc tế hàng đầu Nhật Bản. Cô gái người Mỹ này còn thu hút được sự chú ý khi là chủ nhân của tài khoản dạy trang điểm trên YouTube với hơn 350.000 người theo dõi. Đặc biệt, clip hướng dẫn cách đắng mắt màu khói của cô đã đạt hơn 8 triệu lượt xem. 3. Valeria Lukyanova Valeria Lukyanova, 30 tuổi, người Ukraine. Qua nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ, cô gái Ukraine đã nổi tiếng nhờ có mái tóc vàng. Đôi mắt to tròn, môi nhỏ xinh cùng với thân hình đồng hồ cát, cô được xem như là người dẫn đầu cho trào lưu trang điểm giống búp bê sống trên toàn thế giới và luôn được xem là phiên bản giống búp bê hoàn hảo nhất. Không chỉ được chú ý đến ngoại hình, cô nàng còn được cộng đồng mạng chú ý đến bởi cách suy nghĩ về cuộc sống rất kỳ quặc. Mặc dù đã có chồng nhưng mà chưa bao giờ cô nghĩ đến việc sẽ sinh con. Cô nói: "Trẻ em là thứ không tồn tại trong cuộc sống của cô." Lạ hơn nữa, cô đang tập dần rời xa với thức ăn. Thay vào đó, cô duy trì sự sống bằng việc ngồi thiền và sử dụng năng lượng mặt trời. 4. Laurita Ricci Laurita Ricci, năm 16 tuổi, cao 1,64m, người Ukraine. Laurita Ricci là một trong những búp bê sống bí ẩn nhất. Rất ít người biết được danh tính thật của cô. Thân hình của cô kỳ lạ tới khó tin, vòng eo siêu nhỏ, vòng ba lớn với khuôn mặt nhừa nhựa. Vì vẻ bên ngoài của cô rất giống búp bê Barbie nên rất nhiều người nghi ngờ rằng cô đã phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng mà cô búp bê Barbie này đã lên tiếng phủ nhận và nói rằng vẻ đẹp của tôi hoàn toàn là tự nhiên. Vóc dáng, thân hình và các số đo trên người tôi chưa trải qua bất kỳ cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nào. 5. Andressa Damiani Andressa Damiani luôn tự hào vì có khuôn mặt giống như là búp bê Barbie. Vì chỉ cần đeo kính áp tròng là cô giống hệt như là một búp bê giống. Andressa Damiani, một bác sĩ thú y 25 tuổi, đến từ Blumenau, Brazil, có ngoại hình rất giống như là búp bê từ đôi mắt to tròn đến khuôn mặt nhỏ xinh xinh nhiều người tình cờ đã bắt gặp gọi Damiani là Elsa hay là búp bê sống thay vì tên thật của cô và thế là cô đã trở nên nổi tiếng Damiani cho biết từ nhỏ cô đã trông giống như là búp bê rồi thời ấu thơ cô từng khổ sở khi luôn bị bạn bè xa lánh vì vẻ ngoài khác lạ của mình nhưng thời thế thay đổi Giờ đây thì cô nàng luôn tự tin với ngoại hình y hệt như là búp bê của mình. 6. Wang Xiaojun. Búp bê xinh đẹp cuối cùng là Wang Xiaojun. Sinh ngày 18 tháng 6 năm 1993 tại Hồng Kông. Cô nàng cao 1m64, nặng 42kg. Qua các bức ảnh, ai cũng hâm mộ cô bé có nước da tinh như sữa và đôi mắt to tròn như là búp bê. Kể từ khi những bức ảnh của Wang Jiajun được tung lên trên mạng xã hội Trung Quốc, trong vòng 2 ngày, số lượt tiếp cận đã lên đến 3,5 triệu lượt xem. Trên các website tìm kiếm, Jiajun luôn nằm trong top hot và đứng đầu danh mục. Vậy nhưng, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, những bức hình này có vẻ như đã được chỉnh sửa Photoshop quá nhiều. 7. Anastasia Spagia Cái tên cực hot trên mạng xã hội hiện đại không ai khác đó chính là Anastasia Spagina, 21 tuổi, đến từ Ukraine. Cô chỉ cao 1m50, nặng 38kg. Nhưng với khuôn mặt thon gọn cùng với đôi mắt to, kết hợp với đam mê đặc biệt là trang điểm và phong cách là những anime Nhật Bản. Cô nàng đã có tới hơn 10.000 người hâm mộ trên Facebook. Những đoạn video cách dạy trang điểm của cô đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Anastasia còn có thêm một cái tên Nhật Bản, đó là Fukakumi. Cô gái Fukakumi mất rất nhiều thời gian cho công việc make up. 8. Dakota Koti Cô nàng Dakota, tên thật là Dakota Ostenga, sinh ngày 19 tháng 9 năm 1993. Sinh ra và lớn lên tại San Francisco, Mỹ. Hiện Dakota đang sinh sống và làm việc tại Tokyo, Nhật Bản cô thường được nhiều người biết đến với nickname là Cô Ta Cô Tì. Điểm nổi bật trên khuôn mặt của Dakota chính là đôi mắt xanh của những cô gái Mỹ và đôi lông mi dày cùng với khuôn mặt thon gọn. Sống mũi cao khiến cho Dakota dễ dàng thôi miên người khác khi nhìn vào. Dakota Rose có khuôn mặt không khác gì búp bê Barbie Nhật Bản nhờ kỹ thuật trang điểm tuyệt bậc cùng với công nghệ chỉnh sửa Photoshop. Mặc dù vậy, cô vẫn tự tin khẳng định rằng vẻ đẹp của mình là hoàn toàn tự nhiên. 9, Venus Palermo. Venus Palermo, 17 tuổi, đến từ Britain, Tây Nam London, Anh. Phong cách của Venus bị ảnh hưởng rất nhiều bởi văn hóa anime của Nhật Bản. Với vẻ bề ngoài ngây thơ, trong sáng, cô nàng còn sở hữu thêm đôi mắt to tròn trong veo. Làn da trắng mịn, mái tóc dài trắng thẳng mượt và đặc biệt, Venus Palermo rất thích trang điểm giống như là búp bê. Ngay cả giọng nói của cô thì cũng rất đáng yêu và trẻ con, giống hệt như một búp bê thật sự. Điều này khiến cho cộng đồng mạng hoang mang không biết cô là người hay búp bê. Video dạy trang điểm How to look like a doll của Venus đã trở nên nổi tiếng và thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên YouTube. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Bạn nghĩ gì về video ngày hôm nay? Hãy cho mình ý kiến ở phần bình luận nhé. Và các bạn cũng đừng quên nhấn nút like, share video, nhấn nút đăng ký kênh màu đỏ và quả chuông thông báo bên cạnh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất từ Discovery Channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.